Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn một cái thông tin mới nhất từ cái dự án khai thác cái đồng cát. Thực ra thì cái kèo này không phải là khai thác mà chúng ta check tài khoản Telegram để chúng ta nhận miễn phí cái đồng cát này, tương tự như cái kèo mà chúng ta nhận cái đồng Dogecoin và đã liếm yết full tất cả các sàn giao dịch á, thì cái dự án nhận cái đồng cát này thì nó cũng tương tự như vậy. Và ngày hôm nay thì dự án đã chính thức là mở cái cổng cho chúng ta rút cái đồng cát này lên trên cái sàn Bitget, và những cái bạn nào mà gửi lên sớm nhất thì chúng ta cũng sẽ là nhận được 20.000 cái đồng cát này. Và đây là một cái sự kiện khá là tốt cũng như là một cái thông tin cực kỳ là vui đối với những bạn nào mà đã tham gia nhận cái đồng cát này ở trên cái ứng dụng Telegram. Trên cái trang Twitter chính thức của cái dự án cát này cũng đã có cái tích xanh cũng như là đã có gần xấp xỉ là 2 triệu người dùng theo dõi cái trang Twitter của họ. Và cách đây 2 giờ thì Bitget có một cái bài tít về cái sự kiện mà cụ thể như sau. Bây giờ thì bạn có thể gửi tiền cát vào Bitget mà không cần phí gas. 200.000 người dùng đầu tiên sẽ được tặng thêm 30.000 cát Telegram, và ai đến trước thì sẽ được phụ trước. Đây là cái số lượng có hạn, có thể trong cái thời gian mình đã chia sẻ này nó cũng là quá muộn rồi. Nhưng tuy nhiên thì những bạn nào muốn đưa cái đồng cát lên trên sàn Bitget thì các bạn có thể đưa lên trên sàn Bitget nhé. Và thời gian tham gia từ 27 tháng 9 cho đến ngày mùng 2 tháng 10 lúc 11 giờ giờ UTC. Và các bạn cũng biết thì cái đồng cát này thì ở trên sàn Bitget họ đã chính thức là mở do chúng ta giao dịch, tức là cho giao dịch sớm, cũng như là ở trên sàn Bybit thì cũng họ cũng đã mở cái chức năng giao dịch sớm cho cái đồng cát này sang USDT. Đây là giao dịch sớm, tức là giao dịch trước khi liêm yết các bạn nhé. Và chắc chắn thì trong cái thời gian gần nhất thì cái đồng cát này sẽ được liêm yết chính thức ở trên tất cả các cái sàn giao dịch ở trên cái mục là spot, tức là cái mục mà giao ngay các bạn. Rồi thì quay trở lại cái app Telegram thì các bạn sẽ thấy được cái số dư của các bạn, và bên dưới này thì có các cái sàn đứng, có thể là OKX, KuCoin, Bitget và Bybit, thì những cái đồng cát này sẽ được niêm yết ở trên tất cả các cái sàn này. Do cái số lượng bây giờ đang mọi người đang truy cập vào để gửi cái đồng cát, cho nên là có thể khi các bạn truy cập vào nó sẽ bị lag như thế này. Thì mình sẽ cố gắng, chúng ta sẽ truy cập lại, và truy cập lại thì chúng ta sẽ vào nó lại mượt mà bình thường các bạn nhé. Đây thì mình cũng truy cập vào, và các bạn chờ một chút xíu thì nó sẽ ra các cái thông tin. Đấy, thì các bạn kích vào cái mục mà mục Europe, chúng ta sẽ kích vào cái mục Europe. Ở đây thì nó có một cái phần exchange, thì các bạn sẽ thấy được cái mục exchange này này, ở bên dưới là rút lên trên rút về ví này, thì cái mục này nó chưa mở đâu các bạn nhé. Đây mình sẽ khoanh cái mục này, đây là cái mục mà chúng ta sẽ rút về cái ví Ton Telegram hoặc là Ton Gepper. Còn cái mục trên này là chúng ta sẽ rút rút về cái sàn sàn giao dịch, ví dụ như sàn Bybit hay sàn Bitget. Và các bạn chờ một chút thì nó đang check cái con số mà các bạn có thể được nhận được ở cái những cái con số, tức là các bạn có thể đưa lên sàn. Đây, lần thả cuối cùng của bạn này, phần thưởng của bạn đang được tính toán, và hãy tiếp tục canh tác, thì các bạn chờ một chút xíu nó xem nó dừng ở cái con số nào nhé. Đó, nó cái con số này nó cứ nhảy như vậy, thì các bạn kích vào nút exchange cho mình này, rồi sau đó thì các bạn nhấn vào continue. Rồi thì đến cái bước này thì nó sẽ có các cái mục lựa chọn là sàn Bitget, sàn Gate, Bybit, KuCoin và các cái sàn giao dịch khác, thì nó sẽ được hạ dụng và sau 12 giờ nữa. Thì các bạn nếu như các bạn không muốn chuyển lên thì chúng ta có thể chờ đợi. Ở đây thì mình làm cái video thì mình sẽ hướng dẫn đi sâu vào bên trong xem là nó hiển thị các cái thông báo như thế nào các bạn nhé. Thì các bạn kích tiếp tục vào đây này. Đây, số lượng có hạn 200.000 người sẽ nhận được là mỗi người là 30.000 cái đồng cát, nếu như đây là các bạn gửi lên sớm nhất. Rồi các bạn kích vào mũi tên này, kích mũi tên, sau đó thì chúng ta sẽ kích vào cái nút send ngay. Tiếp theo ở đây thì nó hỏi là bạn có tài khoản Bitget hay không, bạn cần thêm địa chỉ gửi tiền của mình để nhận cát không, tôi không muốn tạo ra nó, tức là bạn đã có tài khoản rồi, thì các bạn kích vào đây. Ở đây thì các bạn sẽ điền
cái UID của sàn và bên dưới là chúng ta điền cái địa chỉ ví đồng cát. Thì bây giờ ở trên sàn Bitget họ đã mở cái cổng lạp rồi, chắc chắn nó sẽ có cái địa chỉ của đồng cát ở trên sàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên cái sàn Bitget, chúng ta copy lấy cái địa chỉ của cái đồng cát này ở trên sàn Bitget. Các bạn kích vào đây. Đó, ở cái mục support. Các bạn kích vào mục support cho mình. Và các bạn kích vào cái ký nút. Tiếp theo các bạn gõ cho mình cái chữ cát S. Đó, nó đã mở cổng nạp. Đó thì các bạn nhìn thấy ở đây. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái phần nó có ba cái mũi tên ở đây này, mình sẽ chỉ mũi tên ở đây nhé. Đó, các bạn kích vào đây cho mình này. Tiếp theo các bạn kích vào phần nạp tiền. Rồi, ở đây thì nó là đồng cát này, mạng Tom này, QR code. Quan trọng nhất là các bạn copy địa chỉ, dòng địa chỉ ví này. Đó, quan trọng nhất chúng ta phải copy cái địa chỉ đúng. Đây các bạn copy địa chỉ. Và các bạn dán vào đây. Tiếp theo, UID của sàn Bitget, chúng ta lại quay lại sàn Bitget. Các bạn nào mà chưa có tài khoản của sàn Bitget thì các bạn đăng ký link, mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đây, từ cái giao diện chính của sàn Bitget, các bạn kích vào 8 cái chấm tròn ở đây. Thì các bạn sẽ thấy cái UID của các bạn nằm ở đây, ngay dưới cái tên tài khoản của bạn. Các bạn chỉ cần kích vào đây thôi, nó sẽ tự động nó sao chép cái UID của các bạn. Rồi thì các bạn quay trở lại đây, chúng ta sẽ dán cái UID vào và các bạn nhấn nút gửi cho mình. Rồi các bạn chờ một chút xíu nó sẽ load thông tin. Cái bước này thì chờ cũng khá lâu các bạn. Rồi, ok, như vậy là nó đã hiện cái phần thông. Và khi mà nó hiển thị thông tin, nó quan trọng nhất đó là nó hiển tên đủ điều kiện, tức là bạn đủ điều kiện và rút cát của bạn. Nó phải hiển thị đủ điều kiện, còn nếu như nó hiển thị không, bạn không đủ điều kiện, tức là bạn sẽ không thể là đủ điều kiện rút cái đồng cát này. Thì đến cái bước này thì các bạn sẽ kích vào cái nút là tôi muốn rút đồng cát, thì các bạn kích vào đây. Đó thì ở đây nó cái địa chỉ ví của bạn này. Và ở đây thì các bạn có thể là nó đang bị đơ có đợi hoặc là do quá tải cho nên nó không hiển thị cái địa chỉ ví của các bạn ở đây cũng như là avatar ở trên này. Các bạn có thể thay đổi địa chỉ của sàn. Các bạn có thể kích vào đây chúng ta thay đổi này. Đó, chúng ta có thể thay đổi trong cái lúc này chúng ta có thể thay đổi và các bạn lựa chọn một cái sàn khác được nhé. Đó, ở đây thì mình sẽ là không thay đổi và mình vẫn lựa chọn là rút cái đồng cát này về cái sàn Bitget. Đó. Và cái con số này nó vẫn nhảy liên tục và nó vẫn đang tính toán cái con số của mình là chưa chính thức các bạn nhé, chưa chính thức là không biết là như thế nào. Thì đến cái bước này thì chúng ta đành phải chờ đợi. Còn ở đây là số thực của mình là có 30.882 đồng cát, thì không biết là mình có nhận đủ được cái số đồng cát này khi mà trả về sàn hay không. Thì cái thông tin này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video ngày mai nhé. Video này thì mình xin kết thúc tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình.